Trời ơi, cao dữ vậy trời. Cao kiểu này mà rơi xuống dưới là có nước là chết queo luôn á trời. Ôi, à mà quên mất. Trời sao từ trước giờ mình cứ quên chào mấy bạn fan của ai ta. Xin lỗi các bạn nha, bây giờ mình chào các bạn đây. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini quà mới trên kênh YouTube của mình cùng với đại gia đình Hero Team. Ta-da! Yeah! Ok em ơi. Thì thật ra là mình nói là đại gia đình Hero Team vậy thôi á, chứ thật ra là chỉ có mỗi một mình với Sammy rồi bạn ơi. Ủa mà Sammy đâu ta? Sammy ơi, Tôi bị lạc khổ rồi đây nè. Trời ơi, tự nhiên nhảy xuống cái đó làm gì vậy? Trời ơi trời, yên tâm đi, có tôi nè, tôi sẽ xuống tôi cứu bà. Hãy xem tới đây. Ôi, yên tâm, có tôi đi. Ây da, trời xong, chết queo luôn rồi Sammy ơi. Trời ơi trời. Ủa, tôi cứu tôi không chết vậy ông nội? Trời ơi, tính ra tôi kêu tôi cứu bà, sao tự nhiên tôi chết queo luôn. Ok bạn ơi, thì hiện tại là mình với Sammy đang chơi một cái con map có tên là gì ta, nhảy xuống hố tử thần đó bạn ơi. Đó, một cái hố tử thần nè, các bạn thấy không? Một cái hố sâu ơi là sâu luôn đó, thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là nhảy xuống dưới cái hố đó, và chúng ta vượt qua những cái chướng ngại vật, và chúng ta qua màn và win con game nha các bạn. Ui trời ơi, tôi chưa kịp nói xong mà tôi té xuống rồi. Rồi xong chết tiêu thật lần nữa. Trời ơi, thấy chưa? Người nào mà không kiểu nhanh tay một tí ha, té xuống là chết queo liền đó, bạn thấy không? Cái map này là cực kỳ khó luôn á nha. Ok, thì trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn vào nút subscribe đăng kiếm họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng với cái hành vi của Hero Team để đăng kiếm họ cho mọi người đó nha anh em. À mà quên nữa bạn ơi, hiện tại là mình và Sammy đang nuôi một cái bé mèo con rất là dễ thương luôn bạn ơi. Bạn nào chưa xem video về bé mèo con đó thì các bạn đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của mình để xem nha. Và các bạn đừng quên nè, là khi mà các bạn xem video á mà nó có hiện lên quảng cáo thì các bạn nhớ là hãy bấm vào trong quảng cáo hoặc là xem hết quảng cáo để mình có thể có thêm thu nhập để mình còn nuôi bé mèo con nha các bạn nha. Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vào video hay nào các bạn ơi. Let's go. Ok rồi, Sammy ơi, bà xuống dưới đó chưa? Tôi xuống đây rồi, ông xuống nhanh lên nha. Trời ơi, yên tâm. Trời ơi, bạn coi mình nè, từ nãy giờ mình chỉ giả bộ mình chết vậy thôi, bây giờ là mình nhảy một phát là mình win luôn cho bạn coi nè. Ấy, đó thấy không? Trời ơi, game là dễ. Né nè, đó né nè, ghê không? Rồi sao chết queo luôn. Trời ơi, sao mà chết quái ta. Ơi, lưu điểm hồi sinh nè. Làm lại. Lần này là tôi sẽ ăn thịt gà vô. Đó, ăn thịt gà vô chạy cho nhanh. Đó, ok. Ui. Sai, hãy xem Superman Phong Cận TV đây. Đó, né nè, đó, thấy không, bạn thấy ghê không? Đó, né nè, đó, thấy không? Bên dưới nó có nước nè bạn ơi, chúng ta chỉ cần rơi vô nước. Đó, thế là xong thôi. Ghê không Sam? Sao thấy tôi ghê không? Trời chết năm sao cũng xuống à, ghê. Trời ơi, cái gì đâu, tôi giả bộ tôi chết cho mấy bạn fan vui thôi, chứ tôi bà rồ lắm, yên tâm. Đó, ok, rồi bây giờ mình sẽ mở này ra nè. Và trong đây chúng ta có một cái cần gạt và một cái viên ngọc. Ủa, viên ngọc là viên ngọc gì ta? Viên ngọc màu xanh, nhìn đẹp quá vậy. Ok, ê trả đi tôi. Của tôi mà. Từ từ vô đánh tôi. Trả đây, chạy. Lụm đồ của tôi vậy. Ok rồi, giờ mở cửa nha. Rồi, chúng ta cùng nhau qua màn tiếp theo nào. Đó, bơi lên. Sam ơi, bơi lên. Ôi, cái chỗ này sâu ghê luôn bạn ơi. Ôi, tới nơi nữa bạn ơi. Chà, ok rồi, tới nơi rồi. Lưu điểm hồi sinh thôi. Búp. Ok, Sam ơi, nhớ lưu điểm hồi sinh nha, coi chừng là chết luôn á. Ok rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ bắt cua anh đây đúng không? Trời dễ ẹt, nhảy qua đây thì dễ ẹt, đó thấy không? Quá đơn giản, rồi nhảy qua nè, rồi lưu điểm hồi sinh. Ủa rồi sao rồi? Rồi xong té hả? Trời ơi, trời ơi, tính ra cái chỗ này bắt cua dễ ẹt luôn á mà cũng té được, đúng là Sammy nước mà. Trời ơi, Sammy làm sao mà bờ rồ bằng tôi được. Qua đây nhanh lên, qua đây. Rồi tôi qua chỗ dễ đi cho khỏe, đó. Qua đây, nhanh lên, qua đây. Ok rồi, Sammy qua tới nơi đó bạn ơi. Rồi lưu điểm hồi sinh đi. Rồi, tiếp theo nữa sẽ là cái chỗ này là chỗ gì đây? À, chỗ này là chỗ cây xanh đó bạn ơi. Trời, cái chỗ này làm sao mà nhảy xuống được ta? Mình phải tìm cái chỗ nào nhảy cho an toàn bạn ơi. Ok, để xem coi. Cái hồ nước nó nằm ở bên nào ta? À, mình nghĩ là nhảy từ bên này là an toàn nè. Ok, nhảy xuống trước nha. Để Phong nhảy xuống trước cho Sam coi nè. Đó, nhảy xuống. Wow, rồi né mấy cây nè. Đó, ghê không? Ui, ấy à, rồi xong tôi chết queo tôi Sam ơi. Tôi thấy cái hồ nước rồi nè. Ok, tôi biết nhảy chỗ nào rồi đó. Giờ coi tôi nhảy lại là tôi vô nó cái hồ nước luôn à. Ok, nhảy xuống nè. Ồ, mấy bạn coi tôi Phong thể hiện nè. Rồi nè. Ủa gì Sam hay vậy? Sam mới nhảy có một lần thôi mà Sam qua luôn vậy. Ui. Hồ nước nè. Xuống hồ nước. Bùm. Đó, ghê chưa? Sam thấy tôi ghê không? Ghê, mà không biết tại sao hai
tụi mình dọa em nhận cái này không? Sao? Hai mình là người ở dưới nước đó, nên mình rất là lời về cái này không? Đó. Tào lao. Ok. Ui, Sam ơi, tôi thấy ở bên dưới đây nó có một cái cửa nè. Xuống đây. Bên dưới đây nè. Cánh cửa bí ẩn. Cánh cửa bí ẩn nha. Ôi khoan, ở chỗ này là mình rơi xuống dưới là mình chết luôn nha Sam, cẩn thận đó nha. Rồi ok, coi tôi làm mẫu nè. Coi tôi làm mẫu nè, tôi nhảy qua trước nè. Ok, rồi bên đây là gì đây? Ồ, bên đây là cái đường cho mình qua luôn hả? Dễ, ok. Dành cho người núp như tôi hiểu không? Đúng rồi, bên đây là cái đường dành cho người núp nè. Bên đây là dành cho người pro nè, đó. À mà khoan, dành cho pro thì tôi phải đi bằng đường đó mới đúng. Coi tôi nè. Sao ơi, sao ông đi qua đường này? Tôi thích qua đường này, coi tôi nè. Đó, ghê không? Đây là bộ block á. Dạ, ghê không? Tôi qua bằng đường pro luôn, ghê không? Đó, ok, lấy đồ nè, đó. Ok, lấy đồ. Rồi, bây giờ chúng ta đi bằng cái đường này qua bên đó lại. Ok, qua đây, rồi, nhảy qua đây lại. Hey, cha, ok. Rồi, chuẩn bị qua màn tiếp theo Sam ơi. Trời ơi. Tôi té hoài vậy ta. Sao mà mấy cái chỗ mà khó Sammy chạy nhảy qua được, còn mấy cái chỗ dễ Sammy tàn bị té chết không vậy? Kỳ vậy. Rồi. Rồi bây giờ đi đâu? Đi đâu lên đây hả? Lên đây. Nè, bên đây nè, bên đây có cái cửa bằng sắt nè. Chúng ta chỉ cần gắn cái chìa khóa vào đây, sau đó mở cái cửa là chúng ta qua được thôi. Đó, rồi ok. Qua màn tiếp theo bạn ơi. Đó, mấy bạn thấy mình ghê không? Mấy bạn thấy mình bờ gồ không? À mà bờ gồ nhấn like nha. Bờ gồ nhấn like nha mọi người. Bạn nào mà thấy mình bờ gồ thì các bạn nhớ nhấn like ủng hộ cho mình nha. Ok bạn ơi. Hiện tại là Hero Team bọn mình đang chơi cùng với nhau một cái con game rất là vui luôn các bạn ơi. Mấy bạn biết game gì không? Xin giới thiệu các bạn cái game hiện tại trên màn hình, đó chính là game I Am Hero các bạn ơi. Đó, nó tên là I Am Hero, có nghĩa là tôi là anh hùng các bạn ơi. Đó, trùng với lại là cái team Hero Team bọn mình luôn. Hero Team của bọn mình cũng là Hero luôn nha. Đó, vậy cho nên là các bạn đừng quên là hãy tải con game này về để chơi cùng với Hero Team bọn mình nha. Thì cái con game này chính là một con game gọi là thuộc dạng gọi là đối chiến các bạn ơi. Các bạn có thể chơi cùng với lại đồng đội của các bạn nè, cùng với bạn bè nè, hoặc là các bạn cũng có thể gọi là chơi đánh với máy cũng được luôn, có đầy đủ thể loại chơi cho các bạn chơi luôn nha. Và đặc biệt hơn nữa là khi các bạn chơi cái con game này á, thì các bạn không cần phải gọi là động tay động chân gì cả. Các bạn chỉ cần để cho nó AFK thôi, để cái máy đó cho nó AFK thôi là các bạn có thể tự động thu thập được vàng nè, thu thập được gọi là kinh nghiệm nè, thu thập được đủ thứ luôn đó, bạn thấy không? Mình để im nè là mấy con tướng của mình nó tự quýnh cho mình luôn, hay không? Mình không cần động tay động chân gì luôn, mình có thể AFK. Trong lúc đó thì mình có thể gọi là học bài nè, mình có thể là đi ăn cơm nè, mình có thể gọi là đi ra ngoài mình chơi nè, không cần phải gọi là đụng vô điện thoại mà mình vẫn có thể cày được gọi là level, vẫn có thể cày được tiền luôn nha, rất là ghê luôn. Và trong đây rất là nhiều những con tướng rất là đẹp và phong phú cho các bạn lựa chọn luôn. Ok, còn chần chờ gì nữa mà không gọi là tải con game này về chơi cùng với bọn mình nào. Ui, ok, lên tới nơi rồi. Chà, ok, trời ơi bạn ơi. Trong cái thời gian mà mình bay từ bên dưới lên á, mình đã gọi là giới thiệu cho các bạn một con game rất là hay á. Mấy bạn đừng quên là tải con game này về chơi chung với mình nha, chơi chung với Hero Team nha bạn. Ok rồi, thôi rồi, giờ mình nói về xong rồi, giờ chúng ta cùng nhau bắt cua tiếp thôi. Rồi, bây giờ là nhảy qua bên đây đúng không? Một Phong ơi, tôi đi lên đây luôn một Phong nè. Hả? Lên đâu? Ê, tôi lên đường này luôn á, trời ơi, tôi bị bay lên đây rồi, Phong ơi, cứu tôi. Ủa, sao bà lên trên đó được vậy, hay vậy? Ông nhảy lên cái chỗ mà cái chỗ hơi á, nó sẽ lên trong ở đây này 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 Phong ơi. Đâu? Lên đây. Ủa. Trời ơi, mình hát mát đi Phong, hát. Bọn mình hát đi, mình hát đi. Ok vậy. Trời ơi bạn ơi, game là dễ, không cần bắt cua luôn mà mình hát mát rồi mình qua đây luôn đó. Nhà tôi đó, ghê không? Đó. Ghê, game là dễ. Cũng có cái ghê, lâu núp cũng có cái núp phải không? Rồi ok, tiếp theo là gì đây? Trời ơi, Sam ơi, Sam nhìn kìa. Một cái hố bằng cầu vòng Sam ơi, trời ơi đẹp quá à. Sam thấy đẹp không? Đẹp quá trời luôn. Trời ơi đẹp gì đâu quá trời. Ê, sao bà đẩy tôi xuống vậy? Mấy bạn ơi, Sammy muốn giết mình, mấy bạn ơi, Sammy đẩy mình xuống. No. Ây da, rồi, chết queo luôn. Trời ơi, Sammy này kỳ quá nha, tự nhiên đẩy tôi xuống, tôi chết queo vậy. Kỳ cục mà. Bởi vậy cho nên là bây giờ tôi sẽ phạt Sammy phải nhảy trước, nhảy đi. Ok, tôi nhảy trước trong xem. Wow. Ok, tôi nhảy trong luôn. Trời ơi, đẹp quá. Ui, bạn coi kìa. Nhìn ảo mắt lắm Phong ơi. Nhìn đúng ảo luôn á. Trời ơi. Thấy chưa? Thấy chưa? Wow, trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy một cái hố cầu vòng mà nó đẹp vậy luôn Sam. Sam có công nhận không? Đẹp, dễ sụn, đẹp ơi là đẹp vậy không? Ok rồi. Ủa là tiếp theo mình kiếm cần gạt ở đâu vậy ta? Hình như là mình phải đi kiếm cần gạt á. Ok, tôi nghĩ là cần gạt nó nằm trên đây nè, mình sẽ bắt cua lên. Trời ơi. Mày tin luôn hả? Đúng rồi, tại vì cái chỗ này là nó phải có nhiều thử thách cho chúng ta chứ. Đây nè, tôi thấy cái rương rồi nè. Đây, để tôi lên tôi lấy cần gạt nha. Ủa, cần gạt đâu? Ủa sao không thấy cần gạt? Kìa, ủa khoan. Bên đây nè. À, thì ra giấu bên dưới đây nha.
tưởng ở đâu ai về giấu bên dưới đây. Ủa mà khoan, làm sao lấy được? À đây, thấy 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 cái rương rồi, thấy cái rương rồi nè. À lấy được rồi các bạn ơi. Ok, có cần gạt rồi nè, đơn giản như đang giỡn. Ok, mở cửa ra, bùm. Rồi qua tiếp Sam ơi, Sam qua tiếp, qua tiếp. Đi. Ok rồi, chuẩn bị rồi, xong tiếp tục lại là cái hố này nữa. Trời ơi, lại hố nữa, khó vô. Trời ơi, cái hố này nó bay lên lâu ơi là lâu luôn các bạn ơi, thời luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ đứng đây mình để mình đợi mình bay lên coi. Ui trời ơi, ây da, trời ơi, cao quá trời, té muốn hết máu luôn á. Chỗ này là chỗ bắt cua hay sao nè? Đó, qua đây rồi, nhảy lên đây. Trời ơi, đơn giản như đang giỡn trời. Ôi, trượt chân, trượt chân. Ủa sao mà mấy cái chỗ đơn giản Sam tàn té vậy Sam? Kỳ vậy Sam? Nó trơn, hiểu không? Nó trơn quá, hiểu không? Trời ơi, bởi vậy mới nói Sammy làm sao mà bờ gồ bằng phong cận được. Nhanh lên, qua đây, nhanh lên. Qua đây, qua liền, qua trời liền, ơi, ơi, làm cho mấy bạn fan mất thời gian không à. Qua đây, nhanh lên. Rồi, đó, tôi đi từ từ rồi, tôi nói được hết, thấy chưa? Đó, từ rồi, sao? Rồi, rồi, okay, qua đây, okay. Rồi ok rồi, lưu điểm hồi sinh, nhanh lên. Lưu liền. Rồi ui. Ok, bây giờ tiếp theo là cái đường gì đây? Trời, cái đường này nhìn khó ha Sam nha, nhìn khó nha, không phải dễ đâu nha. Bởi wow. Để tôi nhảy xuống trước cho bà coi. Giờ tôi sẽ ăn thịt gà vô. Đó. Rồi. Hey. Trời, siêu cấp vô địch vũ trụ thế giới phong cận TV. Rồi xong, chết queo luôn. Tôi la cho cô, tôi chết luôn Sam ơi. Ủa mà cái hố nằm đâu ta? Cái hố nước nó nằm ở chỗ nào ta? Chỗ này hơi khó nha. Ok. À tôi thấy nè. Tôi thấy nè, bên đây nè. Đó. À, tính ra cũng dễ mà đâu khó đâu. Ui. Không khó cái này, bùm. Chị ồm. Ok. Chẳng qua là bọn mình làm cho phức tạp hơn thôi chứ chỗ này dễ mà. Ok rồi. Lưu điểm hồi sinh nè. Rồi bây giờ đi đâu đây? Ai trời. Ủa, thở, cái đường thở. Đây nè. Ui, tôi thấy rồi nè. À trời ơi, kiếm từ nãy giờ mới ra được cái cần gạt. Trời ơi, trời mệt ghê luôn á. Ai, mệt ơi là mệt luôn. Ok, nhảy xuống. Đây đúng nghe là cái map nhức nách luôn phải không? Cái map này nhức nách luôn. Cái map này mà đi mà gãy chân luôn á. Trời ơi. Ok, leo lên. Đấy. Ok, rồi chúng ta chuẩn bị qua màn tiếp theo thôi. Tôi mệt lắm rồi, tôi không muốn ở trong đây đâu. Ok, rồi bay lên. Nhớ nhà của Phong ơi. Tôi cũng nhớ ba mẹ tôi quá. 1 hour later. Ôi trời ơi, tiếp theo là gì nữa đây? Một cái thành phố đầy màu tím mấy bạn ơi. Có mấy con màu tím tím gì vậy? Ui, hình như mấy cái cục tím tím này là những con virus nữa bạn ơi. Trời ơi. À, virus cảm cúm đúng không? Cảm cúm quá. Ôi, trong thành phố nè, ghê quá bạn ơi. Ok bạn ơi, thì mình với lại Sammy đã cùng nhau là gọi là đi đến được cái màn tiếp theo, là cái màn gọi là gì ta? Màu xanh dương. Ở bên dưới là một cái thành phố có rất là nhiều những con virus đó. Thì bây giờ mình nghĩ rằng bọn mình sẽ gọi là kết thúc video tại đây. Và nếu như các bạn mà muốn mình chơi tiếp tục con map này và muốn mình phá đảo chơi win được con map này thì các bạn đừng quên là hãy bình luận lại cho mình biết nha. Đó, ok. Với lại là từ nãy giờ mình với Sammy đã vượt qua được rất là nhiều màn rồi bạn ơi, cho nên mình nghĩ rằng mình sẽ gọi là kết thúc video tại đây nha. Và mình sẽ gọi là chơi tiếp tục cái con map này trong những video tiếp theo nha các bạn. Ok. Rồi, các bạn đừng quên là khi xem video đừng quên là hãy bấm vào trong quảng cáo để có thể gọi là giúp cho mình có thêm tiền để nuôi bé Cam nha các bạn. Và cũng đừng quên là hãy nhấn vào nút like, share và subscribe đăng kiếm hội cho kênh YouTube của mình cùng với các thành viên của Hero Team nữa nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye. Yêu anh em. Bye nội. Tạm biệt. Trời ơi, nhảy xuống đó luôn hả?